quay cho bác một đôi này trở kháng 6 ohm. Còn đa phần cái dòng loa này thì nó đều ghi là 4 hoặc 5 ohm. Thật ra nó không còn quan trọng như thế nào. Loa này đường kính bát 12. Xuất sát theo thời gian là có nhiều bãi zin, hàng carbon vượt cao su và chép đỏ. Lỗ thông hơi mặt trước. Ghi 6 ohm 70W V77. Mã 77 này khá hiếm. 5142 cùng đô. Góc cạnh đẹp hết. Xuất sát tí thì ở đâu là có hoa bãi di chuyển đổi luôn. Xuân qua mấy lần trốn kín chuyện xa xưa. Ghép vào âm đi rất là tình cơ gặp nhau hai đứa cùng đơn vị không ngăn được nỗi mừng. Anh kể tôi nghe ngày anh mới giá ra 1,2 triệu. Xa cách nhau mấy năm rồi, nhắc chuyện xưa thấy buồn. Hùa hồng cho ngồi chung lớp, bây giờ chung chi hứa.